sớm á, nghe tiếng súng Cà Mau, chỗ rất là đẹp. Trước mình cũng có một chiếc nữa đây, đi hai vợ chồng quá, đang ngồi lựa này, vô tới đây mới lấy cào nè. Đó, mình nên lựa là nếu mà gặp lục bình cá sút lựa cũng đấm đuối luôn á. Bên kia phóng thứ xong luôn rồi, chắc cái này chắc chỉnh dép đó bạn, xa quá thấy không rõ ha. Gà tới đây mấy này hết trôi nè, chỉnh dép chỉnh đầu kia ra ngoài kia, hồi nó sống dữ lắm rồi ra ngoài khó làm lắm, chỉnh xong xui hết trơn rồi, phía là gặp cá là mình bỏ cào xuống là mình chỉ việc lên ga mình nổi thôi, khỏi mắt mà chỉnh gì cho bằng đêm á, tối á hơi lụp chụp đều kia khó làm lắm, bằng ngày thì nó dễ á, cái gì cũng dễ hết.
chú hai nha. Chú hai lớn tuổi rồi. Làm cái ngày này thì phụ nữ, người già, trẻ, nhỏ gì cũng làm được hết á. Cái này làm rất là nhẹ luôn. Đó, đang chạy ra. Trên đường chạy thì mình thấy có đôi vợ chồng đang đặt lợp, đang bổ lợp, mới bổ lợp xong bắt đầu quay lại nè. Bữa nay thì hầu như công việc của mấy anh em đánh bắt trên biển cũng trở lại bình thường rồi. Tết thì cũng vừa xong mấy anh em bắt đầu công việc lại. Ai thì về công việc nấy thôi. Đó, ai cầu tôm, ủ cá cơm, bánh lợp, bánh lú gì đó thì trở về vị trí cũ. Đó, đầu năm mới cũng nên chúc tất cả anh em đánh bắt trên biển được một năm bội thu, trúng nhiều cá đầu kia. Đó. Xem thấy hay thì quên đăng ký kênh rồi nhấn vào like và nhấn vào chuông để bật thông báo những video mới của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ở đằng kia thì mình thấy có chiếc ghe cào chạc các bạn. Đó, chạy tốc độ rất là dữ luôn. Đang chạy vô ha. Đó, chiếc này thì mình không thấy bao, chắc gì chiếc này chắc mới xuất hành quá. Rồi chiếc này là máy mới xuất hành rồi, không gài mình không thấy chiếc này chạy á. Đó, này mới trong nhà mới ra. Mới xuất hành năm mới các bạn. Họ đang chạy tốc độ quá lẹ luôn, đang chạy vô trong bờ nè, đã vô bờ mua đồ, lấy dầu, lấy nước đá đồ kia rồi mấy mấy chạy ra làm á. Đó, cái chiếc này thì cào dữ lắm, cào chở là lúc ven không á, ngập tới bảng số không á. Đang chạy vô tốc độ có khoảng là 8 lý mấy á. Lẹ lắm. Đây đi xuống sóng á. Rồi đặt máy lớn không à. Chạy quá dữ. Không biết cá nhiều quá, nặng quá rồi cái chỗ đó yếu nữa, nó cong nó gập ngang cái chỗ đó, cái chấn đó luôn. Rồi cái chỗ cái chấn này lại gập ngang gập cái vô luôn. Rồi bữa này giác này gió bắt thổi cũng hơi khá là mạnh nha, thổi tăng ha. Rồi thì chạy chung với anh ghe khủng này rồi. Đó, ghe bự chưa? Quá trời luôn. Chạy lưới chủ xanh á. Mới chạy ngang đây thì phát hiện anh này đang thả trôi và bắt cào vô. Rồi sao không thấy một người nào ở bên ngoài hết trơn vậy? Chắc 3 mét bên kia rồi quá.
dép chạy màu trắng lần trước á bị mớp cong và tè le hết trơn luôn. Rồi sao không thấy người ta hả bạn, mất tiêu quá trơn rồi. Xuống hầm trốn hết rồi vậy. 92437 TS không thấy một người luôn. Chắc ăn cơm bây giờ vô cabin đó bạn, vô cabin ăn cơm bây giờ. Đó, dép đây, dép màu trắng luôn, dép 3 can màu trắng.